Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Trong video này mình dùng CamMaster để tạo tiểu cảnh Halloween như anh em vừa xem. Nếu anh em thấy thích theo dõi hết video này để cùng mình thực hiện nghe anh em. Hiện tại mình đang chia sẻ cho anh em trên CamMaster 5.0 để làm được tiểu cảnh, anh em tải về dùng mình cái dự án beta Halloween 2021 mình đã để dưới phần mô tả của video. Nếu đã tải xong rồi, bây giờ bắt đầu mở ứng dụng CamMaster lên và thực hiện nghe anh em. Chọn tạo mới, chọn 169, chọn nhập dự án beta, chọn OK, chọn tệp, chọn dự án đã tải về nè. Khi sử dụng dự án beta này, anh em rất dễ tạo video theo mẫu có sẵn, không cần mất thời gian quá nhiều. Nhưng có cái là nó chỉ sử dụng được trên CamMaster 5.0 trở lên. Anh em đợi một khoảng thời gian để ứng dụng nhập dự án. Đã có dự án Halloween 2021, anh em chỉ việc thay đổi theo ý thích của mình là OK. Anh em thay đổi chữ ở đây, thay đổi chữ bất kỳ anh em muốn. Anh em có thể thay đổi kiểu chữ. Tiếp đến, anh em thay đổi màu sắc. Tiếp theo anh em thay đổi ảnh. Chọn ảnh. Chọn ở đây để lấy ảnh. Chọn cắt, chọn mặt nạ, chỗ chiếc lông chọn 20. Hình dạng là hình tròn. Anh em điều chỉnh khớp với cái khung, nhìn đẹp mắt là OK. Và những bức ảnh còn lại anh em làm tương tự. Cái này là mình chỉ chia sẻ cho anh em cách làm, chứ thật sự mình làm cũng chưa có thật sự hoàn hảo lắm. Anh em nhiều ý tưởng sẽ tạo ra nhiều cái video thú vị hơn. Nếu anh em đang sử dụng phiên bản thấp hơn mà muốn tạo được cái tiểu cảnh gần giống như cái này, thì dưới video này mình đã để một cái video vật liệu để anh em có thể dễ dàng chỉnh sửa. Và nếu như anh em chưa có CamMaster không logo full chức năng và phông chữ tiếng Việt, thì anh em vào kênh của mình tìm đúng cái video mã hóa toàn bộ chức năng phông chữ tiếng Việt.
Ở đây mình đã chia sẻ hai cái phiên bản CAMster, một là dành cho máy có cấu hình thấp và hai là CAMster 5.0. Anh em có thể tham khảo và lấy về sử dụng nghe anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.